Xin chào tất cả các bạn, mình là Will, mình làm đang làm ở bên công ty Simba. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách bóp giắt F7 vào cáp 7C và cáp RJ11. Sau khi mình gọt cáp mình sẽ được như vậy con giắt bóp của mình. Lúc hẳn cho nó sát mình dắt, mình là dắt đầu kim luôn, dắt đợt đầu kim luôn. Các bạn chỉ cần đút sát vô là được. Sau đây là cái kìm bóp ngang, bóp xong nó sẽ hình lục giác cho dành cho cáp ở trên đây, là cáp dắt F7, cáp RJ11. Đây là cáp RJ6. Đây là cáp RJ58. Sau đây mình sẽ thực hiện thao tác. Đây, sau khi bóp xong thì cái giắt nó sẽ hình lục giác như thế này. Nó sẽ bám vô cái sợi cáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.